cao cẳng, tên khác cao cẳng lá nhỏ, bộ phận dùng, thân dễ. Công dụng, cao cẳng mới được dùng theo kinh nghiệm dân gian, phối hợp với nhiều vị thuốc khác có tác dụng giảm đau, tiêu sưng, tán ứ, chữa chân tay nhức mỏi, tê thấp, vết thương bầm tím. Cách chế biến và cách dùng như sau, dễ cao cẳng 30g, dễ thiên niên kiện 20g, dễ gừng gió 20g, vỏ thân ngũ gia bì 20g dễ cao cẳng và vỏ thân ngũ gia bì sao vàng, các vị còn lại thái nhỏ phơi khô. Tất cả tán thành bột, ngâm trong cồn 70 độ trong 7 đến 10 ngày, thỉnh thoảng lắc đều. Khi dùng gạn lấy phần rượu trong, uống mỗi lần một chén nhỏ, ngày 2 lần. Đồng thời lấy bông tẩm thuốc đã hâm nóng bôi lên chỗ đau rồi xoa bóp. Thân dễ cao cẳng còn được dùng thay mạch môn để chữa ho tê thấp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu video này hữu ích, hãy like và chia sẻ nó lên facebook zalo cho nhiều người cùng biết để tiếp tục xem các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác